Khi mùa hè đang tới gần thì các bạn nhỏ chúng ta không chỉ được phụ huynh quan tâm đặc biệt tới việc vui chơi, nhiều bậc cha mẹ cũng rất cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe cho con. Và đó cũng chính là lý do mà trong chương trình ngày hôm nay chúng mình muốn giới thiệu tới bố mẹ của các bạn nhỏ một sản phẩm y tế hết sức gần gũi với các bạn nhỏ. Đó chính là máy xông mũi họng Omron. Sản phẩm máy xông mũi họng Omron giúp điều trị các bệnh viêm mũi, xoang và viêm họng, viêm phế quản, phổi. Đây là những căn bệnh mà những người ít tuổi như chúng mình hay mắc phải. Sản phẩm này điều trị bệnh một cách hiệu quả, không gây phản ứng phụ cho hệ tiêu hóa như việc điều trị bằng phương pháp uống thuốc. Với công nghệ hiện đại, kích thước hạt khí mịn nhỏ hơn chỉ với 3 micromet so với 5 micromet ở các máy thông thường, giúp các bé có thể hít thuốc vào sâu tới phổi và các phế nang của đường hô hấp để đạt hiệu quả điều trị cao nhất. Máy còn dễ sử dụng, chạy rất êm, an toàn và vệ sinh, thật phù hợp cho các bạn nhỏ, đặc biệt là với các bạn trẻ sơ sinh nữa khi sản phẩm có kèm mặt nạ dành cho trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh. Khi mà các bạn nhỏ bị bệnh như là bệnh viêm họng hay viêm mũi thì điều mà chúng mình sợ nhất đó là tiêm và uống thuốc. Nhưng nếu sử dụng phương pháp xông của máy, xông mũi họng thì bạn nhỏ nào cũng cảm thấy thoải mái và thậm chí là thích thú với phương pháp xông rất hiệu quả này. Thật tuyệt vời khi máy xông mũi họng Omron NEC801KD còn có các phụ kiện đi kèm rất đáng yêu như bộ phun khí gấu vui vẻ, thỏ hạnh phúc. Các bạn nhỏ sẽ thực sự yêu thích chiếc máy này đấy. Máy xông mũi họng Omron thuộc dòng máy nén khí dễ sử dụng và đảm bảo vệ sinh. Sản phẩm sử dụng công nghệ van ảo độc quyền là giải pháp lý tưởng cho việc chăm sóc sức khỏe của các bạn nhỏ và các thành viên trong gia đình. Đây là một sản phẩm rất nhỏ, gọn, nhẹ, tiện lợi cho bố mẹ chúng mình mỗi khi mang theo để đi du lịch khi mùa hè đang đến gần. Sản phẩm rất an toàn và dễ dàng vệ sinh nữa nhé. Xông mũi họng hiệu quả, đặc biệt là bộ lọc có thể thay thế. Máy có độ bền cao, chuyên nghiệp, điều trị bệnh một cách hiệu quả. Giờ thì bố mẹ của chúng mình không phải lo lắng về bệnh mũi họng của chúng mình mỗi khi thời tiết thay đổi nữa nhé.